Xin chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, vậy là mốc 31 tháng 10, thời hạn cuối cùng mà chính phủ yêu cầu các bộ ngành phải có được nghị định cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh cũng đã đến. Và theo Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tính đến ngày 1 tháng 11, các bộ ngành đã cắt giảm được hơn 3.000 điều kiện kinh doanh trên tổng số gần 6.200 điều kiện kinh doanh hiện hành, đạt 97% mục tiêu mà chính phủ đề ra. Như vậy là còn thiếu 3%, tương ứng với 92 điều kiện kinh doanh cần phải cắt giảm nữa thì các bộ ngành mới hoàn thành mục tiêu cho mốc 31 tháng 10. Vậy cụ thể con số mà từng bộ ngành cắt giảm được là bao nhiêu? Các chuyên gia pháp lý, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá như thế nào về kết quả này? Tất cả sẽ có trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Cắt giảm điều kiện kinh doanh, mục tiêu chưa hoàn thành. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với phần tổng hợp sau của chúng tôi để xem từng bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa được bao nhiêu điều kiện kinh doanh trong thời gian qua. Báo cáo tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 3 tháng 11, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, theo kế hoạch, các bộ, cơ quan có ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền ban hành 70 văn bản, trong đó gồm 19 luật, 51 nghị định để đơn giản cắt giảm 3.794 trên 6.191 điều kiện. Đến hạn ngày 31 tháng 10, các bộ đã trình ban hành được 22 văn bản gồm 1 luật và 21 nghị định, đã cắt giảm đơn giản được 3.004 trên 6.191 điều kiện, đạt 97% so với chỉ tiêu giao. Như vậy, các bộ đã cắt giảm đạt 97% so với chỉ tiêu giao, tức là còn thiếu 92 điều kiện kinh doanh nữa là đạt mục tiêu. Tuy nhiên, việc xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đơn giản cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chậm, không bảo đảm tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Có nghĩa là với 3.004 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, thì không phải 100% đã được ban hành thành văn bản chính thức, mà đã có những văn bản được trình Chính phủ và ban hành thành nghị định. Nhưng cũng vẫn còn tồn tại rất nhiều văn bản chưa được ký ban hành thành nghị định chính thức. Cụ thể, hiện còn 48 văn bản gồm 18 luật, 30 nghị định về cắt giảm đơn giản điều kiện kinh doanh chưa được ban hành. Đối với việc sửa đổi, bổ sung các luật đã được đưa vào chương trình xây dựng luật năm 2019. Đối với các nghị định, hiện các bộ đã hoàn thiện dự thảo đang trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, trừ một số nghị định mang tính đặc thù thuộc trách nhiệm của một số bộ, công an, quốc phòng xin được trình vào quý 1 năm 2019. Chúng ta đã cắt giảm và đơn giản 3.004 trên 6.191 điều kiện kinh doanh. Như vậy là chúng ta đã đạt 50% của mục tiêu của Chính phủ giao là cắt giảm 50% của 6.191. Như vậy chúng ta đã đạt 97%, thiếu 3%. Thiếu 3% tức là còn 92 điều kiện kinh doanh nữa là đủ 50%. Nhưng mà phương án của các bộ thì chắc chắn các đồng chí là sẽ đạt được con số 61% của cái 6.191, 50% của 6.191 thì sẽ đạt con số vậy. Như vậy thì chúng ta cũng phải nói là cơ bản đã đạt mục tiêu của Chính phủ. Thế còn lại thời gian đang xử lý nốt một số những cái văn bản quy phạm pháp luật nữa thì chắc chắn cái tỷ lệ này nó sẽ đạt cao hơn rất nhiều. Kết quả đạt được cụ thể của từng bộ như sau. Bộ Công Thương cắt giảm được 675 trên 1.216 điều kiện, vượt 5,5%. Bộ Y tế đơn giản cắt giảm 1.343 trên 1.871 điều kiện, vượt 21,78%. Bộ Xây dựng cắt giảm 183 trên 215 điều kiện, vượt 35,12%. Bộ Tài nguyên và Môi trường đơn giản cắt giảm 101 trên 163 điều kiện, vượt 12%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đơn giản cắt giảm 121 trên 212 điều kiện, vượt 7,08%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đơn giản cắt giảm 60 trên 112 điều kiện, vượt 3,57%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đơn giản cắt giảm 172 trên 345 điều kiện, đạt 50%. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn giản cắt giảm 63 trên 122 điều kiện, vượt 1,6%. Bộ Thông tin và Truyền thông đơn giản cắt giảm 26 trên 385 điều kiện, đạt 13%. Bộ Giao thông Vận tải đơn giản cắt giảm 243 trên 570 điều kiện, đạt 42,6%. Bộ Tư pháp đơn giản cắt giảm 7 trên 94 điều kiện, đạt 7,45%. Ngân hàng Nhà nước đơn giản cắt giảm 27 điều kiện.
Thực tế, chương trình cải cách điều kiện kinh doanh mà chính phủ đẩy mạnh thời gian qua tương đối ấn tượng, đó là có yêu cầu rà soát tổng thể, có mục tiêu định lượng cụ thể, có mốc thời gian rõ ràng phải hoàn thành. Và chúng ta đã thấy có sự chuyển động của rất nhiều bộ ngành với kết quả cắt giảm điều kiện kinh doanh vượt mục tiêu mà chính phủ đề ra. Tuy nhiên, rõ ràng với tổng hợp trên của chúng tôi thì mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh đến ngày 31 tháng 10 về mặt số lượng là chưa đạt được. Điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và đối với tiến trình cải cách điều kiện kinh doanh trong suốt thời gian qua. Nhìn lại các con số về cắt giảm điều kiện kinh doanh trong thời gian qua, có thể thấy bên cạnh các bộ ngành vượt chỉ tiêu đề ra trong việc cắt giảm giấy phép còn, hiện vẫn còn nhiều bộ ngành chậm trễ. Do đó, mặc dù đã gần đạt mục tiêu cắt giảm đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh như chính phủ đề ra, song hiệu quả của việc làm này ở từng bộ ngành, từng lĩnh vực lại chưa thực chất. Hiện vẫn còn đến 2.277 điều kiện kinh doanh đã lên phương án nhưng chưa cắt giảm được, thuộc trách nhiệm của các bộ Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp. Kết quả này sẽ phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với mong muốn thực sự giảm thiểu những rào cản đối với họ của các bộ ban ngành. Với con số mà 97% thì chúng tôi cũng cho rằng đấy là một cái nỗ lực rất lớn của các bộ ban ngành. Tuy nhiên là cái việc mà cắt giảm thủ tục ấy thì nó chúng ta đặt ra hai vấn đề, một là kỳ vọng của doanh nghiệp, hai là những cái khó khăn mà các bộ ban ngành phải gặp phải. Khi mà cắt giảm những cái điều kiện kinh doanh ấy, thì nó cũng đâu đó chúng ta gọi là xung đột và có những cái chúng ta gọi là mang tính giải pháp kỹ thuật từ các bộ để mà giải quyết cái việc cắt giảm một cách triệt để nhất. Cái kỳ vọng của doanh nghiệp thì muốn là cắt giảm càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tham gia thị trường. Tuy nhiên thì đối với cái vấn đề cắt giảm những cái điều kiện kinh doanh thì nó là một vấn đề đã lâu rồi. Nó đã tồn tại không chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã tính bằng năm. Do vậy thì cái việc con số 97% cũng là con số khá ấn tượng, tuy nhiên là cũng chưa đạt được những cái kỳ vọng mà đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp mong muốn. Chúng ta đã từng thấy cái việc cắt giảm đã từng thất bại một lần trong 10 năm trước. Chính phủ cũng đã đặt quyết tâm rất là cao trong cái việc về giải quyết các cái giấy phép còn, nhưng mà sau đấy là cái tiến trình kiểm soát cứ nới lỏng dần dần và dẫn đến một cái sự bùng phát về các cái giấy phép còn và điều kiện kinh doanh. Thế thì nếu như mà trong cái giai đoạn này với cái chỉ đạo quyết liệt như thế này mà không làm được thì sẽ tạo ra một cái sức y về mặt hành chính, và đồng thời mà bộ trưởng không phải chịu trách nhiệm chính trị về cái mặt đấy thì sẽ là buông lỏng cho các cái bộ, và cái hiệu lực của cái nền hành chính sẽ không còn nữa, và cái niềm tin của doanh nghiệp sẽ không còn nữa, thì như thế là cái môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ tiếp tục xấu đi. Bên cạnh đó, đợt rà soát ở trên thì mới chỉ dừng lại ở cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh ở cấp nghị định, còn những điều kiện kinh doanh nằm ở trong luật thì mới chỉ mang tính chất đơn lẻ từng luật chứ chưa có sự tổng thể. Do đó, vẫn còn rất nhiều điều kiện kinh doanh nằm trong luật chưa thể cắt giảm trước mốc ngày 31 tháng 10. Đa số thì nó nằm trong các cái quy định của luật. Thì những cái gì của các công chí là những cái thủ tục nào, điều kiện nào mà nó nằm trong nghị định thì Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng nghiên cứu để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Và hiện tại thì có hai cái nghị định, thì một cái đã được Chính phủ ban hành, còn một cái thì Bộ Tư pháp đã trình lên Chính phủ. Thế còn lại các điều kiện còn lại thì báo cáo chí chủ yếu nằm trong luật, mà muốn sửa đổi các điều kiện ngoài trong luật thì báo cáo chí theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nó phải có một cái quy trình tự thủ tục nhất định, và muốn sửa các điều kiện phải đi đánh giá tác động rồi là xem xét nó sự cần thiết nó như thế nào, rồi nó cắt giảm các cái điều kiện này nó có phù hợp với thực tiễn, đảm bảo cái quyền tự do kinh doanh cũng như đảm bảo cái điều kiện thông báo cho các tổ chức doanh nghiệp hay không. Theo những cái thông tin sơ bộ của tôi thì cũng có một số bộ cũng đã rà soát những cái quy định ở luật. Tuy nhiên, để từ cái rà soát luật cho đến khi sửa đổi luật và đến khi luật được ban hành, theo tôi đây là cả một vấn đề về thách thức. Đối với cái truyền thống của chúng ta từ trước nay thì cái việc mà cắt giảm thì thường là khó hơn là tăng thêm. Có lẽ nó chúng ta nói là giống như một câu chuyện đùa, nó là một cái truyền thống rồi. Cái việc mà cắt giảm khó khăn như vậy thì nó làm cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp nói chung nghĩ rằng nó phải có cái lợi ích của những cái bộ ngành liên quan đến cái việc điều chỉnh cắt giảm đó thì mới họ mới khó khăn trong việc như vậy. Chứ xét về mặt kỹ thuật hay xét về mặt rà soát để cắt giảm thì không có khó, bởi vì
khá nhiều trong số cái điều kiện kinh doanh của chúng ta bây giờ nó đã lỗi thời rồi, nó không còn phù hợp với những cái điều kiện kinh doanh hiện hữu nữa. Ngoài ra, không phải bây giờ khi mốc ngày 31 tháng 10 đã trôi qua mà ngay trong quá trình cắt giảm, các chuyên gia và doanh nghiệp rất lo ngại về việc những điều kiện kinh doanh mà các bộ ngành cắt giảm có thực chất hay không. Những điều kiện kinh doanh mới ban hành chất lượng đến đâu, liệu có sự cài cắm, lồng ghép dưới hình thức này, hình thức khác hay không? Rất nhiều các chuyên gia ở một khía cạnh này hoặc một cái cạnh khác hoặc ở trong một số những cái tình huống rất cụ thể thì họ nói rằng là có những điều kiện kinh doanh nó không cắt giảm thực sự mà nó có thể chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác. Có nghĩa là bãi bỏ cái điều kiện nhưng thay vào đó thành một cái quy chuẩn hoặc một cái yêu cầu khác. Hay có những điều kiện kinh doanh mà ngay cả khi không bãi bỏ nó thì đương nhiên cũng có thể gọi không gọi là điều kiện kinh doanh. Tôi lấy ví dụ như yêu cầu là doanh nghiệp phải có cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chẳng hạn. Thì nay ta bãi bỏ đi thì đương nhiên doanh nghiệp đó, kể cả bãi bỏ đi thì vẫn là doanh nghiệp và vẫn phải đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hay cũng có ý kiến cho rằng là một số điều kiện kinh doanh chỉ đơn thuần là trước đây ta quy định ở thành các cái mục khác nhau thì nay chúng ta đưa vào thành một cái mục. Và một số cho rằng là những điều kiện kinh doanh thực sự đã được bãi bỏ. Tuy nhiên cái bãi bỏ đấy không thực sự gây tác động nhiều đến cho doanh nghiệp. Ví dụ như những cái điều kiện kinh doanh mà nó thực sự đã không rõ ràng và nó rất mơ hồ thì nay ta bãi bỏ đi. Và từ trước đấy thì cái điều kiện kinh doanh đấy nó cũng không thực hiện được trên thực thi được trên thực tế. Thì nay ta bãi bỏ đi thì rõ ràng là cái tác động của nó thực sự đến doanh nghiệp là nó chưa nhiều. Trong cái thời gian vừa qua thì cái việc cắt giảm về mặt con số là có thật. Chúng ta cắt giảm là có thật. Nhưng cái việc mà cộng dồn những cái điều kiện kinh doanh để gộp từ 2 thành 1 cũng là có thật. Và hầu như được đánh giá là những cái việc mà cắt giảm đấy nó không ảnh hưởng nhiều đến những cái hoạt động kinh doanh, hay nói một cái khác là không làm cho cái thị trường kinh doanh tốt hơn được nhiều so với thời gian trước đây. Kinh nghiệm trong 17 đến 18 năm thực hiện luật doanh nghiệp có thể thấy rằng việc cắt giảm các giấy phép kinh doanh thường rất khó, rất lâu và cần quyết tâm chính trị rất cao. Trong khi đó, việc đặt ra các giấy phép kinh doanh, các quy định xin cho có một thời gian lại rất dễ dàng. Tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ đầu những năm 2000 đã miệt mài đề xuất, thảo luận mấy năm trời mới bỏ được mấy trăm giấy phép còn. Nhưng sau đó lại dễ dàng phát sinh thêm hàng trăm loại giấy phép, quy định xin cho khác, thậm chí núp dưới những cái tên khác như thông báo, quy hoạch, xác nhận. Chính vì vậy, những thành quả của cải cách lại nhanh chóng bị xóa bỏ bởi những quy trình ban hành văn bản chưa phù hợp. Do đó, công tác xây dựng pháp luật thời gian tới cần có cơ chế giám sát, gác cổng cho quá trình ban hành văn bản mới, đặc biệt liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Có như vậy, hàng mấy nghìn điều kiện kinh doanh mất rất nhiều công sức đã cắt bỏ được trong thời gian qua mới không có nguy cơ mọc lại dưới các hình thức tinh vi hơn. Quá trình ra soát và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh là một quá trình thường xuyên, chứ không phải quá trình thực hiện và sau đấy dừng. Chẳng hạn như là anh bãi bỏ được 10 điều kiện kinh doanh nhưng sau đấy khôi phục lại 7. Hoặc là thậm chí khôi phục lại hơn 10 thì điều đấy nó không có nhiều tác dụng, mà vấn đề quan trọng là giống như một nước bể bơi thì anh làm sạch bể hiện tại cũng là một yêu cầu quan trọng, nhưng mà kiểm soát được nguồn nước vào bể cũng yêu cầu rất là lớn. Và chính vì vậy mà chúng tôi cũng một trong khuyến nghị trong nghiên cứu của VCCI là cần phải có một cơ chế kiểm soát nó quan trọng, kiểm soát độc lập về việc mà đặt ra điều kiện kinh doanh mới, những cái giấy phép kinh doanh mới. Nếu mà các bộ ngành đều có thể dễ dàng đặt ra điều kiện kinh doanh mà không cân nhắc đến lợi ích chung, không cân nhắc đến cái quyền tự do kinh doanh, thì rõ ràng đấy là một thất bại của quá trình cải cách điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính của Việt Nam. Có lẽ chính vì điều này mà Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã yêu cầu, trên cơ sở kết quả đã đạt được về đơn giản cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh, các bộ ngành tính toán lợi ích kinh tế mang lại cho doanh nghiệp, xã hội và các tác động tích cực đến hiệu lực, hiệu quả nhà nước và gửi kết quả để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018. Thưa quý vị, một trong bốn chiến lược cải cách của chính phủ Hàn Quốc ở thời điểm khủng hoảng tài chính khu vực châu Á năm 1997 là cải cách quy định hành chính về kinh doanh, gỡ bỏ những gánh nặng và rào cản cho doanh nghiệp được xem là trọng tâm cốt lõi. Chỉ sau một năm rà soát, hơn 5.000 quy định kinh doanh đã được bãi bỏ, gần 2.500 quy định khác được sửa đổi.
Kết quả là Hàn Quốc không những vượt qua khủng hoảng mà còn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ để vững chắc bước vào nhóm các nước phát triển như hiện nay. Ngay cả với những nền kinh tế hàng đầu thế giới, cắt giảm quy định hành chính, giải phóng doanh nghiệp khỏi các chi phí và gánh nặng pháp quy bất hợp lý, thiếu hiệu quả luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi chính phủ. Khi vừa nhậm chức thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đặt mục tiêu đầy tham vọng cắt bỏ 70% số lượng quy định hành chính và coi đó là một trong các chiến lược để phát triển kinh tế, đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Xung quanh chủ đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, về kinh nghiệm quốc tế trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và khuyến nghị với Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Morning, sir. I'm Lee from VITV. Thanks for joining us today. So I have the first question for you. So it can hardly be now that. Xin chào và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi. Thưa ông, trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều bước cải thiện trong môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, có rất nhiều điều kiện kinh doanh ở Việt Nam vẫn bị coi là các rào cản cho các hoạt động của doanh nghiệp. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này? Và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam có gặp những rào cản nào do điều kiện kinh doanh mang lại hay không? Ôi, bạn biết không, ngay thời điểm này, tôi có thể khẳng định các doanh nghiệp gặp khá nhiều rào cản. Rõ ràng là không có ai đến Việt Nam và nói rằng, ồ, làm kinh doanh ở Việt Nam thật dễ dàng. Tuy nhiên lại cần phải nhìn thấy rằng mọi doanh nghiệp trên toàn thế giới hoàn toàn có thể chỉ ở tại nước của họ để kinh doanh. Có thể dễ dàng hơn rất nhiều bởi họ thông thạo tiếng, họ hiểu văn hóa, họ quen môi trường sống, họ hiểu luật, hiểu về môi trường kinh doanh. Nhưng tại sao họ lại cứ phải ra nước ngoài để kinh doanh? Bởi nếu họ chỉ ở nước của họ thì sẽ không thể lớn mạnh được. Do vậy các doanh nghiệp của Mỹ hoặc các doanh nghiệp nước ngoài đi vòng quanh thế giới, trong đó có Việt Nam để đầu tư và kinh doanh. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp Mỹ thấy rằng đó là một quốc gia mà họ có thể sản xuất được tốt hơn. Họ chọn vì ở đây là nơi họ có thể bán hàng tốt hơn, đem lại dịch vụ tốt hơn. Việt Nam đang phát triển rất tốt. Bên cạnh đó, có một điều rất quan trọng mà chúng tôi nhận thấy, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đều thể hiện quyết tâm cắt giảm những gánh nặng thủ tục. Họ đều có những cam kết trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó có việc phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài như AmCham để giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, bởi vì họ đều nhận thức được tầm quan trọng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo ông, đâu là những thách thức chính cho Việt Nam trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh? Hãy nói về luật hoặc các quy định của pháp luật. Trước tiên là các luật hoặc các quy định hiện hành không phải lúc nào cũng công bằng, đem đến các thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời có những quy định mà nội dung cũng không phù hợp cho hoạt động của đại đa số doanh nghiệp. Ở Việt Nam, tình trạng luật này thì nói thế này, nhưng có một luật khác lại trùng lặp và chồng chéo lên là không hề hiếm gặp. Điều này khiến cho các doanh nghiệp cảm thấy hoang mang bởi họ không biết ai sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm. Ai là người mà các doanh nghiệp cần làm việc cùng hoặc làm như thế nào? Chỉ khi nào Việt Nam giải quyết được các vấn đề, quy định pháp luật chồng chéo, các quy định gây khó doanh nghiệp, thì môi trường kinh doanh của Việt Nam mới tốt lên được. Điều thứ hai cũng rất quan trọng, đó là cần có những luật mới mà có thể xử lý được nhiều vấn đề. Đó là lý do vì sao chúng tôi cảm thấy rất vinh dự được làm việc với chính phủ Việt Nam trong vai trò là cố vấn cho một luật mới ở Việt Nam, đó là luật an ninh mạng. And what should Vietnam do to make the business environment be better? Vậy Việt Nam cần làm gì để môi trường kinh doanh được thuận lợi hơn, điều kiện kinh doanh không còn là rào cản nữa? Và ông có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của Mỹ hoặc các nước trên thế giới trong việc giảm thiểu những điều kiện kinh doanh vô lý. Bản thân tôi thì thấy rằng một trong những cách làm rất thông minh mà Mỹ đang thực hiện đó là khi xây dựng một đạo luật nào đó, họ sẽ xây dựng các dự thảo luật rồi đưa dự thảo luật đó ra công chúng. Nghĩa là ai cũng có thể đọc được và ai cũng có thể viết ra những bình luận, thậm chí là phàn nàn liệu những luật đó nếu được đưa vào thực thi sẽ gây ra những khó khăn gì cho người thi hành. Những việc này thực sự là rất có ý nghĩa với những nhà làm luật, bởi sau khi thu thập tất cả các ý kiến bình luận, các nhà làm luật sẽ hiểu những gì thực sự tốt, những gì gây khó cho người thi hành luật. Bạn cứ tưởng tượng rất đơn giản như thế này. Nếu bạn gặp một vấn đề gì đó khó khăn liên quan đến luật, bạn sẽ phải bỏ tiền để thuê luật sư để tư vấn. Còn nay, với việc đưa ra lời ý kiến công chúng, bạn đang được hàng nghìn người tư vấn, luật hoàn toàn miễn phí. Do vậy, ở Mỹ có một ban tư vấn công cộng và họ được quyền xem trước tất cả các dự thảo luật. Chúng tôi từng nói với chính phủ Việt Nam rằng điều quan trọng trong khi làm luật không phải là bạn nghĩ gì, mà là các doanh nghiệp, người dân nghĩ gì, các quy định đó ảnh hưởng đến việc kinh doanh thế nào.
Bạn biết đấy, có lẽ không có một quốc gia nào có hệ thống pháp luật đồ sộ chi tiết như ở Mỹ, hay không có một nước nào mà việc kinh doanh lại phức tạp như ở Mỹ. Nhưng thực sự, những gì đang triển khai ở Mỹ như vậy, nghĩa là tham vấn, ý kiến của cộng đồng, tôi đánh giá là một cách làm thông minh. Thực ra Việt Nam cũng đã có những bước triển khai kiểu như vậy, nhưng tôi nghĩ là Việt Nam đang thực hiện chưa hiệu quả. Tôi nghĩ là cần phải thêm có thời gian để chính phủ hiểu hơn tâm tư của doanh nghiệp và người dân, và quan trọng là tâm tư đó phải được lắng nghe. Một lần nữa rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, và đừng quên chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.